Sau tiếp cái tờ chủ đề là gì ạ? Tìm mờ để cho phương trình mũ với logic có gì? Có nghiệm, đúng không? Thì hôm nọ thầy dạy cái bài nào rồi? Đây là thầy nói chung chung đấy. Có thể người ta hỏi vô nghiệm, đúng không? Có thể hỏi một nghiệm, hai nghiệm, ba nghiệm trong một khoảng đấy. Đó. Thì cái chủ đề ngày hôm nay, hôm trước chúng ta học được dạng một, đúng không? Dạng một là gì ạ? Là thầy là phương pháp là dùng bảng vĩ thiên. Bảng vĩ thiên thì bước đầu tiên là chúng ta làm gì ạ? Cô lập m, đúng không? Đưa về dạng là fx bằng gm. Sau đấy bước hai, chúng ta lập bảng vĩ thiên của fx. Đó. Từ đó chúng ta đi tìm điều kiện của đề bài. Đó. Thế mà các bạn nghe này, nhưng mà hầu hết là bài này chúng ta không làm theo biến x thôi. Chúng ta sẽ làm theo biến gì? Biến t. Biến t, đúng không ạ? Đấy, bởi vì chúng ta sẽ đặt t bằng một biểu thức nào đấy chứ x. Cho nên là thực tế hàm fx của chúng ta sẽ đưa về hàm gì? Ft, hoặc là ở đây các bạn hiểu là một hàm ht, có khác biệt đi, ht. Điều đó thầy đã chú ý với các em rồi. Đó là gì? Nếu mà các bạn đặt t bằng 3 a mũ x thì điều kiện của t phải lớn hơn gì? Lớn hơn 0, đúng chưa? Thế nhưng mà nếu mà t của chúng ta mà các bạn đặt bằng a mũ cái, nghĩa là ở đây cái mũ này không phải là biến x nữa, mà nó là một thức phức tạp hơn, thì cái đoạn này t còn dương không ạ? Không. Nhớ nhá, t chúng ta phải gì ạ? Tìm điều gì? Điều kiện của t kỹ hơn, đúng chưa? Ví dụ như sau là rất là dễ. Ví dụ các em đặt là t bằng 2 mũ x thì được gọi là t dương, bởi vì nó mũ x. Nhưng mà t mà đặt bằng 2 mũ x bình thì được gọi là t dương không? Không. Mình phải tìm riêng của nó. Có hiểu ý thế không ạ? Đó. Đấy là cái dạng bài trước đấy mình hay gặp nhé. Nhưng mà hôm trước là chúng ta mới đặt là làm mấy phương trình mũ, phương trình log thầy chưa làm, đúng không? Thì bạn nhớ ngày hôm nay chúng ta sẽ đặt t bằng logarit. Đó. Đặt t bằng log a của x. Thì bạn nhớ này, bình thường nếu đặt t bằng log a của x thì không cần điều kiện t nhé. Bởi vì sao ạ? Bởi vì t, bởi vì hàm log a này có thể dương, có thể gì? Có thể âm. Và chúng ta sẽ làm thử một câu luôn để cho các bạn hiểu vấn đề. Bước cả lớp nhìn thấy câu câu nào đây, câu số 15. Các bạn câu số 15 nhé. Đó, câu số 15. Rồi. Câu số 15 đề bài chúng ta có như sau. Là thầy có là log 2 bình phương của x cộng với log 2 của x bằng bằng m, à cộng m bằng 0. Đề bài người ta hỏi là m bằng bao nhiêu để phương trình có nghiệm x thuộc khoảng từ 0 đến 1. Đấy, bước em nhìn này. Đầu tiên là em thấy ngay là với điều kiện là x thuộc đoạn từ 0 đến 1 thì thỏa mãn điều kiện của hàm log a chưa? Thỏa mãn rồi, bởi vì vị trí x này chỉ cần điều kiện là log a gì đấy. Được, đúng không em? Thế bây giờ chúng ta đặt t luôn. Bài này chắc chắn là mình đặt t rồi. Mình đặt t bằng log 2 của x này. Các bạn nhớ nhé, khi mà em đặt t bằng log a thì t không cần tìm điều kiện gì cả, bởi vì log a có thể âm, có thể gì? Dương, có thể bằng 0. Thì cái quy trình nó sẽ trở thành là gì ạ? T bình, đúng không? Cộng t cộng mấy? M bằng 0. Và như một khi bước đầu tiên là chúng ta sẽ cô lập gì? Lập m. Nghĩa là t bình cộng t bằng m. Được. Thế bây giờ các em nhìn cái này chúng ta có vẽ được không ạ? Đó. Thế nhưng mà các bạn nghe này, trước khi mình đi vẽ bảng vĩ thiên của cái hàm bậc 2 này thì chú ý cho thầy là nếu bài này không có điều kiện của x thì cái hàm t này mình không cần tìm điều kiện. Nhưng ở đây bài này có điều kiện là nghiệm thuộc đoạn từ 0 đến 1 chưa? Đúng không? Thế mình sẽ tìm điều kiện t tương ứng. X nằm trong khoảng từ 0 đến 1 ấy. Thế thì log 2 của x thì mình sẽ log a cơ số 2, 2 này, cả hai gì? Hai vế. Sẽ log 2 của 0 nhỏ hơn log 2 của x và nhỏ hơn log 2 của 1.
thì rồi làm điều kiện ở đây là gì ạ? Log 2 của 0 nhỏ hơn log 2 của x và nhỏ hơn log 2 của 1 đúng không? Thì dạ, các bạn nhớ học, các bạn học rồi là log 2 của 0 thì nó không có, bởi vì là cái vị trí x không thể bằng 0 được đúng không ạ? Cái thằng này coi như mình bỏ cái đầu này đi, mình viết ra để cho các bạn hiểu luôn, đâu là mình bỏ đi, ok chưa? Thì bên này các bạn thấy log 1 của máy bằng 0, máy này là t đúng không? Vậy điều kiện là đây là t gì? T bằng 0. Có hiểu ý thì nó không ạ? Còn nếu mà ông nào thông minh thì ông không cần phải log 2 vế, ông chỉ nhập như này. Log 2 của x thì bạn nhìn cái cơ số 2 này lớn hơn 1 rồi. Nhưng với điều kiện là x thuộc đoạn từ 0 đến 1 ấy, thì x này nó hiểu rằng là nhỏ hơn 1 chưa? Còn nhớ cái này thì các bạn, nếu mà cơ số AB, log A của B này, mà nó ngược chiều nhau, nghĩa là một thằng lớn hơn 1, một thằng nhỏ hơn 1 thì chắc chắn anh này gì? Âm. Đúng không? Nó chỉ dương khi mà A với B cùng lớn hơn 1 hoặc cùng nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 1. Có hiểu ý thế đó không ạ? Đó thì tóm lại bài này điều kiện là T âm. Các bạn phải nhớ cái này để tí nữa chúng ta làm bài thiên nó làm cho chuẩn. Rồi. Các bạn xong khi có T âm rồi thì bài toán kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta làm nhanh nhé. Có hai cách để các em vẽ bằng bình thiên. Một là các bạn dùng cách lớp 12, còn hai là các bạn dùng cách lớp 10. Cái thầy thì thầy thử dùng cách lớp 10. Nó làm nhanh như sau này. Mình kể cái chúng đây. Bạn điền cho thầy hoành độ đỉnh đây. Theo đỉnh là diện trừ B chia mấy A? 2A. B là trừ 1 này. A cũng là 1, 2 nhân 1 là 1 phần mấy? Âm 1 phần 2. Đúng không ạ? Hệ số A là 1 thì mang dấu gì? Dương. Thì nét cuối đi gì? Đi lên. Và anh ấy đi gì? Đi xuống. Đúng chưa? Bây chúng ta đặt giá trị T mà. T có điều kiện là 0, nhỏ hơn 0. Thì 0 nằm ở đây này. Chúng ta sẽ bỏ toàn bộ đồ thị phần dương đi. Đó. Em tính cho thầy hạn tái đồng mút. Âm vô cùng thì hàm T này đến âm vô cùng, à, đến dương vô cùng rồi. Thế còn âm 1 phần 2 tính của thầy xem T ra bao nhiêu đấy. Thay vào sẽ là 1 phần 4 trừ 1 phần 2 thì âm 1 phần 4 chưa? Không, các bạn thay vào thì là mấy? Là không chưa? Đúng chưa lớp? Bây giờ cái đường thẳng M này, trừ M này nó phải nằm ở đâu để cắt, đúng không ạ? Cắt cái bảng bình thiên của chúng ta thì mới có gì? Có nghĩa. Đúng không? Thế mà theo các bạn nó cắt như thế nào? Lớn hơn không có cắt không? Có cắt. Vẫn cắt đúng không? Bằng không có cắt không? Bằng không cắt đố các bạn, bằng không cắt được nghĩa. Bằng không cắt được nghĩa. T bằng không cắt được nghĩa đức. À không phải là T bằng không mà M, M bằng không cắt được nghĩa. Một. Các bạn nhớ thì là ở đây là ngoặc gì? Ngoặc tròn. Cho nên cái điểm này mình không tính nhá. Ok chưa? Rồi tóm lại là nó luôn luôn có nghiệm cho đến khi nó nhỏ hơn âm 1 phần gì? Âm 1 phần 4 chưa? Đúng không? Bằng âm 1 phần 4 tính có nghiệm không? Có. Đấy. Vậy kết quả bài này là M nhỏ hơn đâu bằng âm 1 phần 4. Đáp án nào đấy các bạn? C. Các lớp đã hiểu cách làm bài này chưa? Xong chưa? Có ai hỏi gì không ạ? Các bạn nhìn kỹ lại đi nhá. Bài này là dành cho mục tiêu bạn nào 7 điểm trở lên là phải biết đấy. Nhân hiểu cái này chưa? Sao đấy nghe? À quên mất là ở đây là trừ gì? Trừ M. Quên mất mình không đảo dấu đấy. Trừ M. Thế thì ở đây đảo dấu lại là M phải lớn hơn bằng 1 tí. 1 tư. Đó gì đấy? B. Các em có hiểu bài này không ạ? Cái trên là trừ M. À, lớn là bằng. Ở thế thì đúng không? Đúng. Lớn là bằng đúng không? Có nghiệm mà. Cái điều kiện đây là M phải nhỏ hơn là bằng 1 phần 4. Thì là đáp án B đúng không? À C. Nhân hiểu không anh em? Ok. Còn vấn đề thì thắc mắc không các bạn? Thế có thể bấm được máy tính không? Có ai bấm được máy tính không? À, đề bài người ta hỏi gì? Hỏi bờ, mà đáp án cho bờ chưa? Cho rồi, mình sẽ bấm được bằng cách như sau này. Nhìn đến cách 2 bấm máy tính nhá. Đó là chúng ta xích quy trình sau khi đổi thành biến T ấy. Đó là T bình cộng T cộng M nhá. Không. Thì đề bài người ta có nghiệm x thuộc khoảng từ 0 đến 1. Thì mình hiểu là mình cần có nghiệm T nhỏ hơn 0 đúng không các bạn?
Thế M ở đây thầy thử luôn, nhìn vào bốn đáp án này, đáp án A là lớn hơn 1, đáp án B là lớn hơn bằng 1/4, đáp án C là M nhỏ hơn bằng 1/4, và đáp án D là M nhỏ hơn bằng 1, đúng không? Thì các bạn nhìn vào bốn đáp án thì bạn thấy ngay C với D có đơn điện đồng điện giống nhau, đó là nhỏ hơn một cái gì đấy, nghĩa là đấy là mô cùng, đúng không? Mình sẽ thử với M bằng, mình thử với M bằng âm vô cùng, làm lấy âm 100 đi. Đấy, các bạn bấm xem có nghiệm D dương nào không. Đúng rồi, tính các bạn nhé. Mày thử quên mất mà cái sạc ngành của cái pin. Còn rồi, ok. Đấy. Còn D2 bằng 2, chúng ta bấm nhé. 19 này, 22 này. Đấy, bây giờ mình thử với M bằng âm 5 đi. M bằng chừng 5 đúng không? Thì ở đây sẽ 1 chừng 5. Đấy, bạn thấy ngay có một anh tê dương chưa? Thỏa mãn chưa? Nếu mà M bằng chừng 5 đúng thì A với B loại chưa nghe? Thế còn C với D các bạn nhìn là mình lấy đáp án nào? Nhớ là thử thì thử đáp án gì? Rộng nhất. Trong thằng C với thằng D nào rộng hơn? Thằng D đúng không? D là rộng hơn bởi vì chạy từ âm vô cùng đến 1 sẽ rộng hơn từ âm vô cùng đến 1/4. Mình thử với M bằng mấy? M bằng 1 thì cần gì mình thử? Ai học nhiều nó biết ngay vô nghiệm chưa? Vậy thì làm sao đây? Các em thấy không ạ? Hai cách chúng ta đều ra một đáp gì? Thì nếu mà đề bài chuẩn như cái câu trong tài liệu của thầy thì bấm máy tính luôn cho nó nhanh. Còn nếu mà trong bấm máy tính thì mình phải làm tay như thầy hướng dẫn. Có các em có hiểu bài này không ạ? Ok chưa? Rồi. Thế bơ thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho bạn nghe này. Hôm trước mới chữa có vào đúng không? Bơ thầy sẽ cho các bạn một cái câu nhìn nó khó hơn nhé. Đó là câu số 9. Tập trung nghe này. Đó, câu số 9. Thì là 25 mũ 1 cộng với căn bậc 2 của một chữ x bình trừ m cộng với 2 của 5 nhân với 1 cộng với căn bậc 2 của một chữ x bình cộng với 2 m cộng 1. Thế bây giờ nó bảo là gì? Số nghiệm, tóm lại là mình cứ xác định là ở đây là đề bài nó hỏi m bấm nhiều để có nghiệm nhé. Cứ xét cái trường hợp không bấm nó máy đi đã cho nó dễ. Thế bây giờ cái nhìn bài có điều kiện của m có điều kiện của x không? Có, rõ ràng có điều kiện của x. Đó là x ở đây thì là một chữ x bình và lớn bằng mấy? Không, đúng không? Nghĩa là x như thế nào đây em? Một chữ x bình lớn bằng không thì x trừ cái là gì? Từ gì? Từ trừ một đến một đúng không? Ok. Thế bây giờ các bạn mình nhìn này. Bài này chắc chắn là ai cũng biết là nếu thầy đặt thằng này là t thì thằng này sẽ là t gì? Nhưng ở đây chúng ta hiểu là phải tìm điều kiện luôn là ngay, đúng không ạ? Đó, thì bây giờ các bạn hiểu, thầy sẽ tìm điều kiện như sau này. Thầy sẽ vin vào cái thằng này. Thầy sẽ vin vào cái điều kiện căn này. Bản thân cái thằng căn này của một cộng x là một chữ bình thì luôn lớn hơn là bằng gì? Bằng không, đúng không? Thế mà mình xác định một cộng với căn này đi thì sẽ lớn bằng mấy? Một chân, đúng không em? Thế nên em để là cơ số 5 mũ lên đúng không? Thế mũ hòa 2 biến thế 5 mũ 1 cộng với căn thì thằng hai tương là 5 mũ 1 chân. Nhớ là cái cơ số 5 lớn hơn 1 thì mất phương trình giữ nguyên chiều nhá. Thế còn nếu mà mình mũ hòa cơ số nhỏ hơn 1 thì phải đảo gì? Đảo chiều. Thế tóm lại là gì? Đây là T và T phải lớn bằng mấy? 5. Em có hiểu ý thế nào không ạ? Đây là cái cách thứ nhất nhá. Còn cách thứ hai các em có thể làm rất là nhanh, đó là các bạn bấm máy tính luôn cho nó trong đầu. Các bạn nhìn bấm máy tính này, muốn tìm được cái ổ t có 1/7 nhập cái t vào là 5 mũ cả bậc 2 cùng 1 chữ x bình. Đấy, ở đây là cộng 1, xong chưa? Nghe đã rồi, chép xong dấu bằng nhé. Start. Thì có thấy điều kiện x ban đầu mình tìm là từ trừ 1 đến 1 không? Đúng chưa? X ban đầu mình tìm điều kiện là từ trừ 1 đến 1. Thế bây giờ tôi ấn từ trừ 1 đến 1. Step là xong chừng trước kia mười mấy? 19. Nghĩa là 2 chia 19. Đó. Kết quả này các bạn thấy không? Min là 5 nhá.
và nó luôn lớn hơn gì? Lớn hơn 5. Luôn nằm trong khoảng lớn hơn 5 nha các bạn. Đấy, thì có hai cách nhá, như là cái đoạn thầy tô vàng này này các bạn làm tay được bấm máy được đấy là việc của các em. Đó. Thằng nào mà cái biến đổi bấm xong bây giờ chúng ta hãy quay phân trình ban đầu thì thằng này chúng ta có là t bình trừ m cộng 2t cộng với 2m cộng 1 bằng 0 đúng không? Đấy, bây giờ yêu cầu là có nghiệm sao cho t nó bằng 5. Thì cả lớp nghe câu này đã cô lập được m chưa? Nghe nhìn lên bảng nào. Câu này nhìn vào mình phải nhận biết được cô lập được m hay không. Thì thầy dạy các bạn một cái mẹo này. Cái việc nhận biết cô lập m hay không thầy dạy cho các em ở cái bài tìm m để hàm đúng biến ra này. Nhưng mà chắc lâu bạn có thể quên. Nhìn tất cả những biểu thức trừ m, nếu nó cùng bậc với nhau thì sẽ cô lập được m. Ở đây đều là bậc 1 chứ, kiểu gì cô lập được. Nhưng tí nữa các em sao dạy ai có những thằng là có những bài là m vừa bậc 2 vừa bậc 1 thì không cô lập được m. Thì khi đấy hiểu ra mình phải dùng VS và dùng đen gì? Delta. Có hiểu ý cho nó không ạ? Câu này mình nhìn là a, kiểu gì cô lập được m. Thế cô lập như thế nào? Nhân tung nó ra nhé. Mình chưa, đấy, ở đây m nó bị díu ở hai vị trí này. Nhân tung ra. T bình trừ mt cộng, trừ đi 2 lần t cộng 2m cộng 1. Cộng đâu có m thì nhóm vào với nhau. Vậy thì tóm lại thì sẽ có là t bình trừ 2 lần t cộng 1. Đấy, toàn bộ âm màu vàng thì đưa sang phía bên phải thì sẽ là d trừ 2 nhân với m. Có đúng không lớp? Thế mình sẽ chia hai vế cho t trừ mấy? D trừ 2 đúng không? Thì nhớ là khi chia thì phải đặt điều gì? Điều kiện. Thằng trên tử là hạng bằng thức luôn đúng không? Đúng chưa? Đấy. Thế bây giờ cô lập m xong thì thầy mới cần vẽ bảng biến gì? Bảng biến thiên của thằng này đúng không các bạn? Không, chưa dạy mấy mấy cách vẽ bảng thiên. Hai cách, một là bằng tay, hai là bấm máy gì máy tính, có đúng không? Hình như tuần trước là mấy ông viết bài thì thế nào đó, tuần trước cái ông viết bài thì tham quan thế nào đấy à? Ờ đấy, đợt sau thì làm tự làm nốt thì hướng dẫn này. Làm nốt được, không có lại đạo hàm thì dễ không mà. Làm tay đi hoặc là bấm máy. Đây, T khác 2, chắc chắn 2 sẽ tiếp tục đứng rồi. Đúng không ạ? Nghiệm trên tử các nghiệm giấy mẫu đi. Đó. Để vẽ bằng thiên thầy xem làm bao nhiêu. Về chịu khó làm bài tập vào đi nhá. Vẽ đi, chờ người khác vẽ hộ à? Bọn em bấm máy được. Nào, nếu mà bấm máy. Đầu tiên là bài này mình xét T lớn hơn mấy? T lớn hơn 5 đúng không? Thì mình có cần quan tâm đoạn nào sau không ạ? Thì bạn bấm luôn. Ờ, đột biến đúng không? Đã đồ thị cái gì? Đi lên. Thế tại 5 là bao nhiêu đấy? Tại 5 thay vào xem bao nhiêu? 5,333. Cái này dương vô cùng à? K này bổ số 9 ấy. Mười sáu phần ba. Ok, đã ơn thì bấm lại máy tính một lần nữa nhé, cho những bạn nào không biết bấm này, mình bấm nhanh này, bút 7 này, nhập cái hàm này vào là t trừ 1 nghĩa là x trừ 1 tất cả bình chia cho x trừ 2 đúng không ạ? Vì bài này mình xét t chạy từ 5 cho start thì bắt đầu là 5, n là bao nhiêu thì lấy là 9 đi, 9 trừ 5 là 4 chia cho 19. Đấy, các bạn nhìn là hàm số này nó sẽ ép được luôn tăng, nghĩa là đồng gì? Đồng biến. Đấy, đấy là lý do sao thì phải mũi tên đi lên. Bơ tại dương vô cùng đúng không? Thì mình sẽ bấm giới hạn bằng cách là lấy x trừ 2 và x trừ 1 tất cả bình chia cho x trừ 2. Mình cam được bổ số 9 với đây. Bạn thấy ngay kết quả ra là dương vô cùng. Thật rồi.
2 xấp xỉ bao nhiêu đấy ạ? 16 phần mấy? Phần 3, được chưa? Rồi, thế thì bây giờ để bài này có nghiệm đúng không em? Thì cái đường nằm ngang M nó phải làm sao đấy ạ? Có bằng 16 phần 3 nữa? Có lấy tại điểm này không? Nào bây giờ hỏi lớp có lấy điểm này không? Có, bởi vì sao linh hoạt lý, bằng vuông có chạm đến đúng không? Còn đâu đương nhiên là lớn hơn thì vẫn cắt thôi. Vậy kết quả bài này là gì? M lớn hơn bằng 16,7. Có đáp án đúng không ạ? Ừ, giá trị lớn nhất. Có thế nhưng vô lý nhỉ? Câu nào câu này câu bao nhiêu nhỉ? 19 đây. Câu 9. M lớn hơn 16,3. Câu 9 cái nào? Từ từ nhá, tao số tương số nguyên dương lớn nhất, điều kiện của T nhỏ hơn nó bằng 25 mắt, tại sao đấy? À ừ, quên mất, để lúc nãy cái điều kiện T của mình mới làm đây nhá, bấm lại điều kiện T này, các bạn nhìn lại điều kiện T một chút này. 47. Đợi tí, 47. Bấm lại điều kiện T nhá. À quên mất, máy này 18. Điều kiện T như là bài này mình làm tay là nó chưa thật chẽ đấy. Mình bấm lại này, mũ x này của 1 cộng căn bậc 2 của 1 trừ x bình. Rồi. Start là trừ 1 này, n là 1 này, step là 2 trừ 19. Nào các lớp nhìn. Nào các bạn nhìn nhá. Min là 5 đúng không? Từ 5 lớn hơn. À đấy, nó bị giới hạn là Đức tập trung nhìn này, Đức. Em nhìn đoạn này, cái T của chúng ta lớn hơn 5, lớn bằng 5 mình tìm vẫn đúng nhá. Nhưng em nhìn được nó đến sát 25 so với lại giảm dần. Thấy chưa? Có công nhận không ạ? Có hiểu cái gì đó không? Vậy thì bài này rõ ràng cái việc mình tìm điều kiện bằng tay này sẽ có những bài mình bị gì đây? Bị sót. Ok chưa? Là mình chỉ tìm được cái đầu là đầu bé, còn đầu cái đầu max thì mình lại không tìm được. Vậy thì nhớ cho thầy cái cách tổng quát chính nhất để khi mình giải quyết anh này ấy, thì bạn phải làm sao đấy ạ? Tìm min max của cái đoạn này. Ok chưa? Mà thôi, thế thì từ cái bài này thì cứ auto lập mốt gì? 17, 18 cho nó nhanh. Có hiểu ý thế nó không ạ? Thế thì bây giờ chốt là sau khi chúng ta bấm máy tính lại kiểm tra một cách chặt chẽ hơn nhé. Nghĩa là cái đầu chúng ta làm cũng sai nhưng mà nó bị thiếu mất. Thì T của chúng ta phải nhỏ bằng 25 và lớn bằng mấy? 5. Thế thì ở đây chúng ta có lấy đến dung mù không? Không. 25 chưa các em? Đó. Thì chúng ta sẽ vẽ lại một tí. Đó. Vậy thì mình sẽ bỏ cái phần này đi này. Và hai cái giá trị mình lấy. Các bạn tính rồi 25 theo vào là bao nhiêu đấy? Vân Nhi ơi, làm nghiêm túc đi em, cố gắng một đề làm được 25-30 câu đi. Sắp xỉ 25 à? Sấp xỉ 25 nhá, lớn hơn 25 hay bé hơn 25? 25 phải không mấy đúng không? Thì rõ ràng giá trị nguyên dương lớn nhất sẽ là 2 mấy? 25. Đó nào đây ạ? C, à D. Nhân hiểu cái này chứ, cả lớp hiểu cái này chứ. Vậy thì nhớ nhá, những cái bài mà cái điều kiện mũ của chúng ta nó khác gì ạ? Khác x nhá. Thì nên là mốt gì? 7, cho thật chẽ. Đó, đây là một cái câu mà ví dụ là mình tìm mà mình không tìm phải thật. Mặc dù mình làm đúng đúng không em? Nhiều học vẫn có thể bị gì đấy, bị sai, bài may mắn thì đúng. Đó, thì chú ý thôi. Thì trong cái dạng 1 các bạn đánh dấu thì về làm các câu sau này. Tí nữa các bạn làm nhé. Hoặc là về các bạn làm xong các câu sau, câu 7 để đánh dấu câu vàng, câu 7 vào. Câu 7 này. Câu 11 này. Câu 12, câu 13. 14, 15, 16, 17, 18.
Đây những câu phải làm nhé. Đó. Mà quên mất là làm từ câu 16 đến câu 25. Buổi sau thì sẽ chữa nhé, nhưng mà với điều kiện là các em về các em có làm. Không được. Bước cả lớp nhìn thêm cho thầy sang phần 2. Đó, bây giờ phần 2 tại sao mình lại học? Bởi vì là có những bài không cô lập được mờ, đấy mới là vấn đề. Đó, các bạn ghi đây hai nhọc giải 2. Đó là chúng ta dùng VS. Đó. Thì trong các cái bài VS này thì thực tế là nó cũng rất là cơ bản thôi, nhưng có cái bài chú ý cho thầy là bài hai nghiệm hai dấu thì cần điều kiện rất đặc biệt nhé. Thầy sẽ ví dụ luôn. Đầu tiên một câu là các bạn sẽ không có lần được mở trước, đó là đề thi chính thức đại học năm 2018. Câu 30, tập trung nghe này. Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, Đức làm từ câu này ra. Câu 30, câu 30 em làm thử xem có làm được không. Chúng ta có 9x trừ m nhân với 3x bình cộng 1, à 3x cộng 1, cộng với 3m bình trừ 75 bằng 0. Điều ơi cho anh xin công thức. Các em nhìn câu này à. Giờ nhớ tráng với rửa đi, câu để lâu lắm rồi. Các em nhìn cho thầy bậc của m ở đây là có bậc 1 với bậc mấy đây? Bậc 2. Các em có biến đổi kiểu rời, kiểu gì hơn nữa thì không bao giờ rút được m ra. Đây là cái cách dạng 1, nếu mà chúng ta chỉ học dạng 1 không thì thất bại ở bài này. Đúng không? Thì khi đấy chúng ta thấy, à không có lập thầy dạy rồi, dùng delta. Làm ơn dùng delta như nào? Mình vẫn đặt T nhá. Ừ. Đứng như delta lớn không thì bài này chỉ mũi thôi. Ở đây các bạn tách là 3 mũi nhân với 3 mũi là 3 nhá. Đó. Đây này là 3 mũi tại cả bình đúng không? Cộng với 3 m cộng 3 m bình trừ 75 bằng 0. Đó. Rồi, thế thì ở đây thì sẽ đặt T là gì ạ? Đặt T là 3 mũi. Là T gì? T dương. Đúng chưa? Rồi T dương thì cái phương trình của chúng ta trở thành là gì ạ? T bình trừ M nhân 3M T cộng với 3M bình trừ 75. Không. Đúng chưa các em? Không có lập được M thì ta làm như thế nào? Thì mình tiêu duy như thế này. Đề bài nó hỏi gì ạ? Đề bài người ta là hỏi m bằng bao nhiêu để có hai hình phân biệt. M bằng bao nhiêu để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Thế theo các em là hai nghiệm phân biệt ở đây là nghiệm x hay nghiệm t? X hay t? X. Đúng không? Bắt đầu x mà. Thì cái bài này quan trọng nhất là các em phải trả lời là gì? Để có hai nghiệm phân biệt x, hai nghiệm x phân biệt thì ta cần bao nhiêu t phân biệt. Đấy phải trả lời được nhé, luôn luôn trả lời câu này. 10 phút nữa nhân vào lại zoom em nhé. Thì bơ các bạn nhìn đơn giản như sau này, nhìn với biểu thức mình đặt t đây. T bằng 3 mũi. Thế thì có phải là x sẽ bằng log mấy của t? Log 3 của t không? Em chỉ cần suy luận này, nếu có một giá trị x thì sẽ chỉ sinh ra một giá trị t, và một giá trị t thì chỉ sinh ra một giá trị tương ứng nhau. Vậy thì ngược lại là cần hai giá trị x phân biệt thì tương đương là cần mấy giá trị t phân biệt? Mấy? Hai. Bởi vì một t thì chỉ sinh ra một gì? Một x. Thì tương đương một x thì chỉ ra một sinh ra một t đúng không em? Thì các em nhớ là bài này không có điều kiện, nhưng đã sang t thì cần mấy điều kiện nhé? Cần điều kiện là t gì? T dương. Vậy thì bài này các em hiểu là cần hai nghiệm x phân biệt thì cần hai nghiệm t phân biệt, nhưng mà t phải gì? Phải dương. Nhớ chưa? Thế bây giờ chúng ta mới dùng VS này. Rồi đầu tiên, thứ nhất là delta dương là có hai nghiệm t nhá. Để cho hai nghiệm dương thì tổng hai nghiệm dương và tích hai nghiệm gì? Đúng chưa? À, các em tính ra thành ngay delta nhá, b bình này, 9m bình này, trừ 4 nhân với a nhân với c. Thằng này thì đừng có đi, thằng này các bạn phải được. Đó. Nào VS này tổng hai nghiệm thì bằng trừ B nhân gì ạ? Trừ B trên cho A là 1, nghĩa là 3M lớn hơn 0. T1 nhân T2 là C trên tí, trên 2. 3M bình trừ 75 trên 1. Các em có giải cái này không ạ? Chắc chắn phải giải được đúng không? Đấy. Đề thi đại học, câu này các bạn nhìn thấy ngay,
trong bốn đáp án nó hỏi là có bao nhiêu nhân nguyên thì không mạch bấm máy tính được, mình phải lập tay như này thôi. Rõ bao nhiêu? Tóm lại kết quả cuối cùng là gì? M lớn hơn 5 á. Chắc đừng qua đâu, chưa làm gì không? Check đi cho mình cái quả cuối cùng nào. Không phải này thì mơ gì đến cái điểm 9 cộng, cái 8 cộng được không? Nhìn ra thấy có làm sai. Vẫn nhầm, vẫn sai. Cái gì? Lớn hơn 5 mà nhỏ hơn 10 á? Nếu lên ra từ 10 đến 10 thì còn cái dưới nữa là 10 lớn hơn 5 nữa thì là còn 10. Nghĩa là từ 5 đến 10 chứ. Từ 5 đến 10 nghĩa là từ 5 đến 10 thì còn mấy giá trị nguyên? 6 đến 9 đúng không? 4 chưa? Đáp án nào nhỉ? B. Đấy. Đoạn này công phải tự giải nhá. Chứ đoạn này mà mình đi giải bao nhiêu bài rồi? Quá dễ lớp 10. Cấn hiểu bài này chưa? Cái câu này trong cái năm 2018 đấy nó là vì câu là câu cái năm 2018 đề thi trung học phổ thông quốc gia, nghĩa là level nó khó đủ tốt nghiệp rồi, mà nó là những cái năm mà năm khó nhất. Cho nên cái câu này trong cái đề năm đấy chỉ là mức độ 7 cộng. Câu này thì các bạn. Rồi. Bây giờ các bạn nhìn nhá, câu này là đơn giản là có hai nghiệm phân biệt thì các câu khác làm tương tự. Thế nhưng mà thầy muốn chữa các bạn một câu là có hai nghiệm trái đấu thì sao? Cả lớp nhìn nhận thầy câu nào thì phải giấu nha. Câu số 36. Nghe nhá, 36 này. Chúng ta có là 4 mũi trừ đi 2 nhân với 1 cộng 1 nhân với 2x cộng 3m trừ 8 bằng 0. Thế thầy hỏi các bạn trẻ là câu này câu cô lập được m không? Nhớ nó đâu? Câu này nếu mà như thầy dạy là cô lập được m đúng không? Hoàn toàn có thể làm theo dạng mấy? Dạng 1. Không phải không nên, cái đấy là tùy thôi. Mình cứ làm, bây giờ mình đã làm theo VS mà, mình làm thử xem VS có làm được không nhá. Rồi, A viết lại cái này mình sẽ đặt là gì ạ? Là T. Và điều kiện là T gì? T dương. Đúng không em? Ở T dương thì phương trình này sẽ trở thành ạ. T bình này, trừ 2 lần m cộng 1 nhân T cộng với 3m trừ 7 chứ 8 bằng 0. Đúng chưa? Rồi bơ kem tư duy như này, VS luôn ngay đầu nhá. Để có, bây giờ cái quan trọng đây này, cái quan trọng này không biết là các bạn phát hiện đâu, bây giờ nó khó hơn này. Đó là hai nghiệm x trái dấu. Đấy, lại nhầm. Đây là phương trình của T mà. Lại bị vội vàng xuân diệu rồi. Hai nghiệm x trái dấu nhưng mà phương trình của ta là phương trình gì? T. Các em hiểu vấn đề nhá. X trái dấu không có nghĩa là T trái dấu nhá. Có hiểu vấn đề gì nó không ạ? Nhớ chưa? Đúng không? Bây giờ các bạn đặt T là cái gì ạ? T là 2x 2 mũ x. Thế thì x bằng log gì ạ? Log gì? Log 2 của T. Đúng không? Thế câu hiểu như nào? Đây, nghe này. Nếu hai nghiệm x trái dấu nhé, nghĩa là x1 nhân x2 nhỏ hơn gì? Đúng chưa? Chắc chắn đây là điều kiện chuẩn nhá. Hai ông trái dấu thì chắc chắn điều này chỉ cần là này thôi đúng không ạ? Thế bơ mình thay này, x1 sẽ là bằng log 2 của T mấy? T1. Đúng không? X2 là log 2 T mấy? Đúng không? Sao nhân lại là cộng luyến thuyền đấy lại sai rồi. Làm gì có công thức nào như thế? Hiện tại nhân như này không có công thức nhá. Không có công thức nhân. Nhớ chưa? Không có công thức nhân. Chỉ có như thế này thì mới được này. Log 2 của T1 nhân T2 thì mới tách ra nghiệm tổng. Còn đây là làm gì có. Đấy. Thấy không? Khó chứ. Bây giờ điều kiện là gì? Nào đố các bạn ấy, điều kiện là gì? Câu này cả kể các em làm kiểu bảng Vĩnh Thiên nhá. Các bạn vẫn phải trả lời là nếu mà cho hai nghiệm x trái dấu thì điều kiện tên là gì đúng không?
chúng ta sẽ bị ngắt các em, cả kể làm cách 1 đến cách 2 đều bị ngắt ở cái đoạn là gì? X chạy dấu thì T điều kiện là gì? Tại sao em viết T nhỏ hơn 1? Thử như nào? Em cho nếu đó 1 thì nó không. 1 cái gì bằng 1 thì cái gì bằng 0? Đúng rồi, T bằng 1 thì chắc chắn là không bao giờ có chuyện nó tích 2 thằng này nhỏ hơn 0. Nghe nó hơi ảo diệu. Mà mơ thử thử suy luận đi. Các em phải nhớ là các em phải học cách suy luận nhé. Thầy nói rồi, cái thầy dạy chỉ là một phần cơ bản rất là nhỏ thôi. Còn nếu mà các em đã xịn làm những câu khó 8 cộng ấy, thì phải xác định luôn là vào khi mình gặp những câu chưa gặp bao giờ mà mình phải suy luận như thế này. Hiểu không ạ? Em phải luyện cách suy luận. Được, các bạn truyền trả lời cho thầy x trái dấu thì t điều kiện cần là gì? Là được. Đây, hãy nhìn vào hàm loga, hãy nhìn vào hàm loga. Các bạn ơi, hãy nhìn vào hàm loga đi, vào tập trung nghe nhá. Học cái thằng loga thầy dạy nhá. Em hiểu đơn giản này, x này bằng x này bằng thằng này và x này bằng thằng này chưa? Khi mà hai thằng chạy dấu ấy, thì các bạn hiểu như này, thì thằng một thằng loga cũng phải âm, giả sử trường hợp là thằng này âm thằng này dương nhá. Ồ đúng không ạ? Thế khi nào để một hàm loga nó nhỏ hơn không? Vừa nói lúc nãy xong. Cái cơ số 2 này lớn hơn 1 chưa? Thì thằng còn lại phải làm sao? Có hiểu ý thầy nó không ạ? Vậy giả sử nếu mà thằng log 2 của T1 nhỏ hơn không, thì thằng T1 nó phải nhỏ hơn gì? Đúng chưa? Nhỏ hơn 1 chưa? Đúng không ạ? Thế tự để thầy dương vì 2 lớn hơn 1 thì T2 cũng phải lớn hơn gì? Và cả cái đảo lại thì vẫn thế đúng không? Ok không ạ? Vậy thì chốt lại điều kiện ở đây gọi là gì? Sẽ có hai nghiệm T. Một thằng phải nhỏ hơn một và một thằng phải lớn hơn gì? Đây mới là điều kiện quan trọng nhất. Đúng không? Còn T1 hay T2 thì tôi không quan tâm bởi vì nó chỉ là ký hiệu thôi. Hiểu cái điều kiện này chưa? Thực ra là thầy đã ghi cho các em trong phần chú ý. Các bạn cần chú ý nha. Có thấy ở trong cái bảng đầu tiên trong phương pháp nghĩa cái dòng chú ý không ạ? Có đấy không? Nếu bài nào mà chúng ta đặt T bằng gì đây? A quýt mà có câu hai nghiệm chạy dấu thì thấy điều kiện chưa? Thấy điều kiện chưa? Đó, chính xác nhá, nhớ như vậy nhá. Nếu gặp bài kiểu như thế này thì điều kiện chính thức ở đây còn phải thêm đó là T phải gì? Phải lớn hơn không? Bởi vì vị trí T là trong hàm loga là phải làm sao? Phải dương mà kem. Đúng không? Đây này, điều kiện ban đầu mình đặt T là T dương mà. Nhớ chưa? Bước xử lý điều kiện này như thế nào này? Thì điều kiện thứ nhất là hiển nhiên là thầy vừa giải thích là tại sao có điều kiện này chưa? Và đính kem ra đến tí, kem ra phải dương. Bước các bạn nhìn thế này, cái thằng delta tôi thì không nói nhé, thầy tập trung đi vào điều kiện này. Đúng chưa nghe? Nào các em nhìn. Đầu tiên thì cái điều kiện mà hai nghiệm này dương ấy, đúng không? Hai khi mình ghi như này hiểu rằng là T dương nhá. Thì điều kiện thứ nhất các bạn biết rồi, nó sẽ tách thành hai điều kiện nhỏ. Điều kiện thứ nhất là điện tổng phải dương. Và tích cũng phải gì? Phải dương. Bơ đến điều kiện số 1 này thì các bạn nhìn như sau này, T1 nhỏ hơn 1, nghĩa là T1 nhỏ hơn 1 chẳng. Và T2 lớn hơn 1 chẳng. Thì điều kiện này với điều kiện nó mới lại. Thì các bạn chú ý. Vậy thì đây chúng ta nhớ như sau. Thầy chuyển về thì là T1 trừ 1 âm. Và T2 trừ 4 mang đấu đi. Được. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có như sau. Là tích hai thằng này nó phải gì? Phải âm. Đúng không đã? Ok chưa? Đúng không ạ? Còn điều kiện gì nữa không? Có cần tổng hai thằng này phải dương không? Hai tổng hai thằng này phải âm không? Không, bởi vì một thằng dương một thằng âm thôi, chỉ cần điều kiện này thôi. Ok chưa em? Còn nghiệm não được mà. Thế nhân gì? Nhân tung ra thì mới có VS nhá. Nhân tung ra này.
thì là t1 nhân t mấy? T2 trừ t2 trừ t1 chưa? Rút dấu trừ ra là t1 cộng t mấy? -1 nhân -1 là mấy? Có giải được cho thầy nốt không ạ? Ok chưa? Chỉ cần thay vào thôi. Đấy, thay vào nhé. Đấy. Vậy tóm lại từ những sao ban đầu chúng ta sẽ tương đương này. Beta các bạn tính bao nhiêu đấy? À, lên ra tính bao nhiêu? B bình này, 4 này, cùng M cộng 1 bình này, trừ 4 nhân với 1 này, nhân với C là 3M trừ 8. Dương. Nào, tổng hai nghiệm thì là trừ B trên A, nghĩa là 2M cộng 2 nhé. Dương. Tích hai nghiệm là C trên A, nghĩa là 3M trừ 8 thì được. Không được. Rồi cái phương trình này thì chúng ta thay vào thôi. Tích vừa mới tính xong là 3M trừ 8 trừ đi tổng thì là 2M cộng 2 cộng 1 nhỏ 0. Giải nốt 4 điều kiện này là xong bài. Nhưng mà giải thế này lâu nhá. Giải thế này gọi là đầu lâu. Nhưng mà nó là bản chất. Nghĩa là chuẩn chỉ cô các em gọi lên bảng, các em sẽ biết như thế này. Cả lớp hiểu chưa đã? Nhưng thầy dạy có bạn một công thức. Cái công thức này công thức thực ra là giảm tải, nghĩa là thời cái anh chị và các cô chú trước cái thời của thầy học ấy, thì mới được dạy công thức này. Còn công thức này là công thức nhiều, giống như công thức bí mật. Nếu các em viết trong bài thi trình bày tự luận, hoặc là nếu mà lên bảng viết cho cô thì bạn sẽ không được tính, bởi vì nó nằm trong chương trình giảm tí giảm tải. Nhớ điều đấy chưa? Thì có một cái công thức giống với tam thức bậc 2, nhưng mà trong chương trình bây giờ không học. Cho nên cách này nhá thì ok, mình giải để hiểu, nhưng mà không nên làm. Không nhờ. Thế nhớ cái công thức của cái dạng bài này này, các bạn nhớ đây. Mình sẽ dừng ở đoạn này nhá. Đấy. Thì chúng ta có như sau. Điều kiện này chỉ cần như này này. A nhân với S của 1 nhỏ hơn 0. S dương và P dương. S là gì? Là tổng đúng không? P là gì? Là tích. Xong chưa? Dùng công thức này là thỏa mãn luôn cả tất toàn bộ cái điều kiện sau. Ok chưa? Xong cái phần chú ý thì cháu đi. Thì nếu làm trách nhiệm giống thế này nhé. À, bây giờ mình áp dụng thử nhá. A là gì? A là mấy? 1. Đúng không? A là 1 chưa? S của 1 nghĩa là thay P của mấy? Vào đây. Đúng không? Đấy, thay vào đi. 1 trừ 2M cộng trừ 2 cộng 3 trừ M trừ 8 còn 0. Tâm cho. Tổng hai nghiệm thì là 2M cộng 2 và tích là 3M trừ 8 dương. Kết thấy ngay là nó rõ ràng danh ngân nhanh hơn nhiều cái việc mình làm bản chất đúng không ạ? Nhanh hơn rất nhiều là cả. Các bạn làm thử ba điều kiện để xem đáp án. Nói nhỏ nhé, cái công thức A nhân với S của 1 nhỏ không ấy là mức giảm tải. Thì đến hôm thứ hai học đông đủ ở lớp, thầy sẽ hướng dẫn. Thầy sẽ hướng dẫn cho cả lớp về công thức tổng quát của tất cả các trường hợp. Không được. Thì cái bài đấy nó hay dùng với cả những cái bài mà các em gặp VS. Dạng là x1 nhỏ hơn một hằng số alpha và nhỏ hơn một giá trị nào đấy thì mình dùng công thức đấy là rất là nhanh. Có hiểu thế đó không ạ? Đấy, tóm lại là bài ngày hôm nay quan trọng nhất là công thức này. Nghe máy thấy còn 9% chắc nhanh vỡ điện. Mình hiểu chưa? Giải nốt xem ra đáp án nào đấy. Hiểu cái bài này không? Chú ý nhá, hai nghiệm trái dấu phải dùng công thức đặc biệt. Ok chưa? À. Bây giờ chúng ta sẽ đến một bài loga để xem loga khác cái gì. Nào nghe nhá, nghe tiếp là nhanh không? Mày thấy pin mấy bạn nào dùng được không? Chép không chưa? Nào nghe câu tiếp theo là câu số 37. Tập trung nghe này, 37. Đó. Log 3 của kích log 3 bình phương trừ đi m cộng 2
nhân với log 3 x cộng với 3m trừ 4 bằng 0. M bằng bao nhiêu để phương trình có hai nghiệm phân biệt? Đó là x1 nhân x2 bằng 27. Được. Nào các bạn nhìn câu này. Ở trên lớp các bạn học bài này chưa? Trên lớp không được hả? Trên lớp ở đâu rồi? Nào các bạn nhìn nhá. Ở đây chúng ta đặt cái này là gì? Là t, đúng không? Thế là t bằng loga t có cần điều kiện nếu các bạn trẻ không? T với loga thì không cần, đúng không? T với mũ mới cần. Thế thì phương trình ban đầu sẽ như này là t bình trừ đi m cộng 2 nhân t cộng với 3m trừ mấy bằng 0, đúng chưa? Rồi các em nhìn tiếp này. Thì các bạn nhìn a, ở đây thầy trò chúng ta có điều gì hay ho ở đây ạ? Là bài này thực ra mình làm cô lập m vẫn được, nhưng nhá, nhưng nếu mà có dấu hiệu là tích với tổng hai nghiệm này thì làm gì hết, nó là gọi là bất dấu hiệu rồi, đúng không ạ? Không ai đi làm bảng thiên câu này cả. Thế nhưng mà cái bây giờ cái câu hỏi của thầy đặt ra cho các em ấy là x tích hai nghiệm bằng 27 thì t điều kiện là gì? Lúc nào phải đặt điều kiện đấy, đúng không? Lúc luôn phải đặt câu hỏi như thế, bởi vì bài em giải trong tên chứ không phải giải tích. Đấy, các bạn muốn rất đơn giản, các bạn muốn xem là nó là cái gì thì bạn hãy thay vào đi, các bạn đặt tích là cái gì bạn thay thằng t ngược lại và là xong. Để các bạn nhìn nhá, khi mà đặt t bằng log 3 của x thì x sẽ bằng 3 mũ gì? Bằng mũ t. Thế thì cái phương cái biểu thức x1 nhân x2 bằng 27, cái thực tế bạn thay vào đi là 3 mũ t 1 nhân với 3 mũ t mấy, có hiểu không? Ừ, thế có phải là 3 mũ t 1 cộng t mấy bằng 27 chưa? Ô, thế thì T1 cộng T2 bằng log mấy? Log 3 của 2 tí 27 và nó bằng mấy? Bằng 3. Xong chưa? Đấy, tổng hai nghiệm T bằng 27 thì bây giờ mới đi gì? Viết của phương trình chứa gì? Chứa T. Hiểu chưa? Thế bây giờ tôi mới biết điều kiện này, đúng không? Đấy, tôi phải có cái đoạn này. Điều kiện là delta dương, điều hiển nhiên. Và tổng hai nghiệm là gì? Bằng 3. Đấy, đoạn này thầy giải hộ các bạn nhé. Nào, B bình này, M cộng 2 bình này, trừ 4 này, nhân với 1 là, nhân với A là 1, nhân với C là 3M trừ 4, đúng không? Ok. Ban dấu dương. T1 cộng T2 thì là trừ B trên A, thì là M cộng 2 bằng 3. Khỏi cần giải cái thằng điều kiện trên nhé. Mình nhẩm ra M bằng 1 chưa? Mình thay vào. Đấy, các bạn thay vào xem là có thỏa mãn không ạ? Có thỏa mãn không các bạn? Có. Vậy thì đeo vào nào đây? Đề. Cả lớp hiểu bài này chưa? Ok chưa? Rồi. À. Bạn nhân hiểu chưa nhân? Nhân hiểu rồi comment số 1 trên chat nhé. Rồi, ok. Đấy, các em làm thầy đến đoạn sau là những cái gì cần nói là đá này phải chứa thì thầy đều chữ rồi nhá. Hay bây giờ nhiệm vụ các em phải xử lý nốt thôi, đúng không ạ? Xử lý nốt thôi. Thầy sẽ thêm một câu nữa là câu liên quan đến hàm mũ nhá. Bài này là loga đúng không? Thầy chữ thêm một câu nữa cho các bạn làm. Thì các bạn nhìn thấy câu 25. Đó là 35 nhỉ, 35. Thêm một câu nữa nhá, mình thầy giải bài nhanh. Máy sắp hết pin rồi. Đây có là 4 mũ x trừ đi 2 nhân với m trừ 1 nhân với 2 mũ x cộng với 3 m trừ 4 bằng 0. Đấy. Bây giờ m bằng bao nhiêu để có hai nghiệm x thỏa mãn là x1 cộng với 2 bằng mấy? Bằng 3. Đúng không? Mình làm nhanh này. Mình chắc chắn đáp án này là gì ạ? Là t. Và được cái là t dương chưa? Thì phương trình này sẽ có là gì ạ? T bình trừ 2 lần nhân với m trừ 1t cộng với 3m trừ mấy 4, đúng không? Đó. Thế bây giờ các bạn nhìn là x1 cộng với 2 bằng 3 khi nào? Thì mình phải hỏi x1 cộng với 2 bằng 3 thì t là gì? Đúng không? Mình lại nhìn vào biểu thức là t. T mình đặt là bằng 2 mũ x với thì x sẽ bằng log 2 của gì? Của t, đúng chưa? Thế thì bây giờ mình xét x1 cộng x2 ấy
thực tế sẽ là log 2 của t1 cộng với log 2 của t mấy bằng mấy. Có thấy công thức log log tổng này rút gọn thầy dạy chưa? Là log 2 của t1 nhân t mấy? T2 bằng 3. Đúng không? Thế đẩy mũ lên. À, t1 nhân t2 bằng 8. Đấy viết được rồi, gì nữa? Đúng không ạ? Tích của t thì lại viết được. Vậy thì điều kiện bài này chúng ta chỉ cần hai anh, đó là delta dương và t1 nhân t2 bằng mấy. Mình chỉ cần làm hai ví dụ này thì các cái câu kia mình làm tương tự. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn làm thầy những câu sau nhé, để hiểu, để gọi là clear cái dạng này. Thì cả lớp làm thầy câu 28 này, làm lại một câu một đề thi chính thức đại học năm 2018 để dỗ như dành 28. 31. Được chưa? 28 31 32. Đấy, 28 31 32. 38 39. Đã, xong mấy câu này là nghỉ.